dù ngày nắng hay ngày mưa. Kể cả khi đêm tối, người nữ công nhân vận hành vẫn hôm sớm miệt mài với công việc mà mình đã chọn, đã yêu. Mặc dù biết là sẽ phải đi ca kíp rồi, nhưng mà mình vẫn chọn làm ngành điện. Công nhân vận hành tại các nhà máy điện là một cái nghề nhiều vất vả, lắm nhọc nhằn. Không chỉ thức khuya, dậy sớm mà còn đối mặt với những nguy cơ khi môi trường làm việc tiếp xúc với nhiều máy móc, thiết bị, tiếng ồn, rung động lớn và các hóa chất độc hại. Bởi thế mà ở các nhà máy điện, đa phần lực lượng vận hành là nam giới. Còn khi phụ nữ đảm nhiệm vị trí này thì các chị phải đối mặt nhiều hơn nữa những khó khăn. Thế nhưng giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên, nở những chùm hoa thật đẹp. Khi chị vào công ty cổ phần nhiệt điện Vả Lại là năm 19 tuổi, chị học xong ra trường là chị vào công ty luôn. Thì mọi cái là nó rất bỡ ngỡ mà rất là sợ, rất là lo lắng, tại vì là không biết mình có học được, có làm được không, thiết bị tất cả những cái thứ nó làm cho mình kiểu choáng ngợp ấy, mình cũng rất là sợ đấy, mình rất là sợ. Nhưng mà cũng được các anh thế hệ đi trước, là các anh những cái kinh nghiệm của các anh ấy, thì các anh cứ truyền lại cho mình. Khi nhà máy nhiệt điện Vả Lại đã hơn 40 năm vận hành thì chị Hạnh Thủy cũng đã có hơn 36 năm làm việc ở vị trí vận hành bơm dầu đốt lò và nhiều vị trí khác. Mỗi ngày đều đặn vào ca đúng giờ kiểm tra từng chi tiết máy móc thiết bị. Giờ đây, đôi bàn tay của chị cũng đã chai sần theo năm tháng. Thế nhưng, lòng yêu nghề lại ngày một nhiều hơn. Cũng giống chị Hạnh Thủy, vào ngành điện khi mới 19 đôi mươi, rồi lớn lên, trưởng thành cùng các nhà máy. Chị Thu Hiền, kỹ sư hóa phân tích, đã có hơn 17 năm công tác tại nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Khi nhắc về cái duyên đến với nghề, ánh mắt chị bừng lên niềm hạnh phúc, xen lẫn tự hào. Thật ra thì bố chị là công nhân ngành điện. Thành ra là từ hồi bé ấy đã nhìn thấy bố đi làm và được vào trong nhà máy những cái năm mà mình được học sinh giỏi ấy. Cứ cuối năm được học sinh giỏi thì lại được vào trong công ty. Nhìn thấy bố đi làm như thế là mình đã yêu thích công việc làm công nhân ngành điện từ nhỏ rồi. Thành ra khi lớn lên là mình vẫn chọn, mặc dù biết là sẽ phải đi ca kíp rồi, nhưng mà mình vẫn chọn. Tình yêu nghề được nhen nhóm từ bé, rồi khi lớn lên chị cũng giống như bố của mình, gắn liền thanh xuân bên máy móc, thiết bị nhà máy điện. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi các chị chọn một công việc đặc thù vất vả thì chắc rằng nỗi nhọc nhằn như được nhân lên. Khi làm việc ở các nhà máy điện thì việc không có ngày lễ Tết trọn vẹn cũng trở nên quá đỗi thường tình. Người ta thường nói nghề chọn mình. Thế nhưng với chị Thu Hiền, chị Hạnh Thủy hay những chị em đang là công nhân vận hành của nhà máy điện thì có đôi phần khác biệt. Các chị đã chọn lựa, từng bước vượt qua những khó khăn để rồi yêu và sống cùng ngành điện. Các chị không hề kém cạnh nam giới, vừa luôn hoàn thành nhiệm vụ, vừa khéo léo vun vén cho mái ấm gia đình. Mọi nỗ lực của các chị đã cho thấy khi lòng yêu nghề đủ lớn thì những vất vả, thử thách bỗng trở thành những điều nhỏ bé.